Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ngày tốt để đón dâu trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để lựa chọn ra được một ngày tốt đón dâu ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là ngày tốt toàn thư. Tài liệu ngày tốt toàn thư thì trong này có đầy đủ tất cả các loại ngày tốt cho quý vị lựa chọn, từ công việc là đón dâu cưới hỏi đến những công việc động thổ thi công. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào xét xem trong tháng 4 thì có những ngày nào tốt để chúng ta tiến hành công việc đón dâu, đúng không? Ngày tốt đón dâu này. Đấy. Tháng 3 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 1 tháng 4 dương lịch đến ngày 30 tháng 4. Đấy. Và tháng này nó ngày mùng 1 nó là ngày Giáp Thân. Tháng 3 nó là tháng đủ. Đó là tháng đủ có 30 ngày. Và trong cái tháng này thì tiết nó gồm hai tiết khí, trong tháng 3 âm lịch nó gồm hai tiết khí, tiết Thanh Minh và tiết Cốc Vũ. Thì tiết Thanh Minh nó sẽ khởi từ ngày mùng 5 tháng 4. Và tiết Cốc Vũ là khởi từ ngày 20 tháng 4, tức là ngày từ ngày mùng 4 này quay trở lại thì nó vẫn là tiết khí của tháng 2. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét những ngày tốt. Thì để lựa chọn ra những ngày tốt thì chúng ta bao giờ vậy cần phải loại bỏ những ngày xấu trước. Đó. Ngày xấu trong tháng cần loại bỏ bao giờ cũng ngày sau này. Ngày đầu tiên là ngày sát chủ. Sát chủ trong tháng 3 nó là ngày Mùi và ngày Xỉu. Đấy. Xỉu là sát chủ âm, Mùi là sát chủ dương. Tiếp đến là gì? Ngày thứ hai cần loại bỏ là ngày Thụ Tử. Tháng 3 này Thụ Tử là ngày Hợi, chúng ta cần loại bỏ. Ngày thứ ba chúng ta cần loại bỏ là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương sẽ bao gồm ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày Bính Tuất. Ngày mùng 7 là ngày Canh Dần. Ngày 13. 13 nó là ngày Bính Thân. Ngày 18 nó là ngày Tân Sửu. Ngày 22 nó là ngày Ất Tỵ. Và cuối cùng là ngày 27 thì đó là ngày Canh Tuất. Tiếp đến chúng ta loại bỏ những ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ gồm ngày mùng 5, 14, 23. Mùng 5 là ngày Mậu Tý này. 14 thì nó sẽ là ngày Đinh Dậu. Và cuối cùng là ngày 23 thì nó là ngày Bính Ngọ. Đó. Để cái việc đón dâu được hanh thông thuận lợi thì chúng ta cần loại bỏ những ngày Vãng Vong và ngày Dương Công Kỵ. Thì ngày Vãng Vong trong tháng này là ngày Thân, tất cả ngày Thân tao dùng. Ngày Dương Công Kỵ nó là ngày mùng 9 thì chúng ta cần loại bỏ ngày mùng 9, mùng 8, mùng 9 là ngày Nhâm Thìn. Đấy. Tiếp đến là ngày Nguyệt Kiến là ngày Thìn, chúng ta cũng không dùng. Nguyệt Phá thì nó tốt tương xung, ngày tốt là ngày Nguyệt Phá, chúng ta cần loại bỏ. Ngày số tiếp theo là ngày đón dâu mà kỵ tiếp theo đó là ngày gì? Ngày Trực Bình, ngày Trực Thâu. Thì ngày Trực Bình đó là ngày Mùi và ngày Trực Thâu. Ngày Trực Bình đó là ngày Mùi và ngày Trực Thâu đó là ngày Xỉu. Ngày Mùi và ngày Xỉu chúng ta không dùng này. Nó phạm ngày sát chủ. Ngày Trực Bế, Trực Mãn tạo dùng, tức là ngày Mão và ngày Ngọ thì chúng ta cũng loại bỏ không dùng. Nguyệt Sát nó là ngày tay sát nó là ngày Ngọ. Đấy, ngày Ngọ phạm tay sát này. Ngày Mùi ấy, thì phạm vào Nguyệt Sát này, chúng ta cũng loại bỏ luôn này. Nguyệt Yếm này nó là ngày Thân thì tất cả ngày Thân tạo dùng này. Ngày Đại Thời trong việc đón dâu ấy, trong việc đón dâu thì cái ngày Đại Thời chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Mùi. Đấy. Ngày Tránh Tứ Phế, ngày tay Canh Thân và Tân Dậu, Canh Thân Tân Dậu tháng này không có. Ngày Tứ Kỵ là ngày Giáp Tý thì trong tháng này không có ngày Giáp Tý. Ngày Tứ Cùng là ngày Ất Hợi thì chúng ta cũng không dùng, cũng không có. Ngày Vãng Vong trong tháng này nó là ngày Dần thì tất cả ngày Dần ta không chọn. Tiếp đến là gì? Ngày Nguyệt Đối, Nguyệt Đối nó cũng là ngày Dần luôn. Ngày Dần rất xấu này. Ngày Bát Chuyên nó là ngày Đinh Mùi này. Ngày Đinh Mùi, ngày Kỷ Mùi, Đinh Mùi là 24 này, phạm sát chủ ta bỏ này. Ngày Canh Thân, ngày Giáp Dần, Giáp Dần tháng có, Canh Thân không có. Ngày Quý Sửu, Quý Sửu là ngày 30 thì cũng không dùng được. Và tất cả những ngày Hợi mà trong việc cưới hỏi đón dâu thì người ta cũng kỵ ngày Hợi nhá. Đấy, thì nói chung ngày Thụ Tử rồi. Và cuối cùng là ngày gì? Ngày Ngũ Mộ. Ngũ Mộ đó là ngày Mộ Thìn. Trong tháng 3 lại không ngày Mậu Thìn. Đấy. Đó là những cái sao xấu cần tránh. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn ra ngày tốt bằng cách là sử dụng quyển ngày tốt toàn thư, đúng không? Sử dụng cái ngày tốt toàn thư tìm ra những sao tốt để chúng ta tiến hành công việc cưới hỏi. Đây, ngày tốt để đón dâu chúng ta có hợp gì? Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức hợp, Nguyệt Đức hợp, đúng không? Thiên Xá, Thiên Nguyện, Tam hợp, Thiên Hỷ, Lục hợp và Bất Tường. Bất Tường. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn những ngày này nhé.
Đấy. Thì ở trong này những ngày đó là những ngày nào thì đây chúng ta đã có hết rồi. Đấy. Trong cái quyển ngày tốt tuần thư đã có hết rồi. Thì chúng ta bắt đầu lựa chọn tiếp này. Đầu tiên chúng ta chọn ngày Thiên Nguyện. Đấy. Thiên Nguyện là ngày Ất Dậu thì nó là ngày mùng 2. Ngày mùng 2 nhé, chúng ta có ngày mùng 2 này. Mùng 2 là ngày gì? Ất Dậu này. Đấy, nó là ngày Thiên Nguyện rất là đẹp. Thứ hai là gì? Thiên Đức là ngày Nhâm. Thì tất cả những ngày Nhâm bao gồm những ngày gì? Bao gồm ngày Nhâm Tý này, ngày Thiên Đức nó là ngày Nhâm mà. Thì bao gồm ngày Nhâm Tý là ngày 29 này, 29 là Nhâm Tý này. Ngày Nhâm Dần thì nó xấu rồi. Ngày Dần trong tháng này nó cũng khá xấu chúng ta. Ngày Dần nó phận ngày Yếm Đối này. Yếm Đối và ngày Yếm Đối thì có Thiên Đức thì chúng ta vẫn dùng được nhá. Chúng ta có ngày 19. 19 là ngày Nhâm Dần. Đó. Còn ngày Nhâm Thìn là ngày mùng 9 thì nó bị Nhâm Thìn. Nhâm Thìn mùng 9. Ngày Thìn này xấu rồi, nó phạm vào Nguyệt Hình này, nó phạm vào ngày Trực Kiến này thì chúng ta không dùng. Đó. Tiếp đến là gì? Ngày Thiên Đức hợp là ngày Đinh. Ngày Đinh thì chúng ta sẽ có ngày những ngày sau này. Đầu tiên là ngày Đinh Hợi là ngày mùng 4 là ngày Thụ Tử này. Tiếp theo là ngày Đinh Dậu là ngày 14 này, mùng 5, 14, 23 nó là ngày Nguyệt Kỵ này. Và cuối cùng là ngày Đinh, Đinh Mùi nó là ngày sát chủ, tao dùng được. Nguyệt Đức là ngày Nhâm. Đấy. Tức là Thiên Đức ngày Nhâm, ngày 29 và ngày 19 vừa có Thiên Đức lại vừa có Nguyệt Đức. Đó. Nguyệt Đức hợp thì là ngày Đinh không có rồi. Ngày Thiên Xá là ngày Mậu Dần. Mậu Dần trong tháng này không có này. À, chúng ta cần chọn ra ngày Bất Tương, ngày Bất Tương là ngày Kỷ Sửu. Kỷ Sửu là ngày mùng 6. Ngày mùng 6 Kỷ Sửu thì nó cũng bị phạm nhiều sao xấu, ngày Sửu cũng nhiều sao xấu tao dùng. Đinh Sửu, Ất Sửu nó cũng là ngày sao xấu này. Ngày Ất Dậu là mùng 2 ta chọn rồi này. Ngày Kỷ Dậu. Kỷ Dậu thì là ngày 26 đúng không? 26 là ngày Kỷ Dậu. Đó. Ngày Đinh Dậu là trong tháng 3. Đấy. Và ngày Tam Hợp thì nó là ngày Tý và ngày Thân. Ngày Tý thì chúng ta có thêm ngày 17. 17 là ngày Canh Tý. Ngày thân thì chúng ta có ngày thân ta lại bỏ hết rồi. Đó. Ngày Thiên Hỷ cũng là ngày Tý, đúng không ạ? Ngày thân là ngày Tý nên vừa có Tam Hợp vừa có Thiên Hỷ để chúng ta dùng được. Như vậy là sau khi đã sử dụng tài liệu là ngày tốt toàn thư kèm theo 37 tiêu chí này. Đây 37 tiêu chí trong ngày tốt toàn thư thì chúng ta đã tìm được ra gì? 5 cái ngày tốt cưới hỏi. 5 cái ngày tốt đúng không? 5 ngày tốt đón dâu trong cái tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Đó. Thì đây là trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn được tự tìm ra cho quý vị được các bạn được 5 ngày tốt. Thì chứ bây giờ đến giờ nào là giờ tốt thì trong quý vị có thể tham khảo thêm những cái giờ tốt. Đây. Cái giờ tốt trong quyển ngày sách sách ngày tốt đầu tư thì quý vị được chọn giờ trong này để quý vị tìm ra được những cái giờ không giờ tốt để tiến hành công việc là đón dâu. Hoặc là trong video tới đây tôi cũng sẽ chia sẻ về cái ngày tốt đón dâu trong tháng 3 thì quý vị hãy theo dõi kênh để luôn cập nhật những ngày tốt cho mình. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.